Liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ mới đây cho hay Triều Tiên đã không phúc đáp tích cực đối với đề nghị của Mỹ về đàm phán. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mà không có điều kiện tiên quyết để thảo luận về vấn đề này. Thông tin trên được đưa ra một ngày trước khi Tổng thống Joe Biden tiến hành hội nghị thượng đỉnh ba bên với các nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Hàn Quốc, với một trong những chủ đề chính là sự phát triển nhanh chóng của Triều Tiên về tên lửa và vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho hay Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh để ngăn chặn bất cứ sự gây hấn tiềm ẩn nào từ Triều Tiên sau khi có thông tin cho rằng Bình Nhưỡng có thể chuẩn bị thực hiện nhiều động thái khiêu khích, bao gồm cả một vụ thử tên lửa tầm xa. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc trước đó lưu ý rằng Triều Tiên có thể phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM để phản đối hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn tại Washington trong ngày hôm nay. Thủ tướng tạm quyền Pakistan Anwar Ul Haq Kaka đã thành lập nội các lâm thời để điều hành đất nước cho tới khi diễn ra tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Nội các lâm thời bao gồm 16 bộ trưởng liên bang và 3 cố vấn cho thủ tướng tạm quyền. Thủ tướng tạm quyền Anwar Ul Haq Kaka tuyên thệ nhậm chức vào ngày 14 tháng 8 vừa qua. Ông Kaka được thủ tướng mãn nhiệm Sebat Sharif và lãnh đạo phe đối lập Rajaria nhất trí lựa chọn giữ chức thủ tướng tạm quyền để giám sát cuộc bầu cử sắp tới. Theo đó, ông Kaka được giao nhiệm vụ thành lập nội các và lãnh đạo chính phủ đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế cho đến khi chính phủ mới được bầu. Trước đó, ngày 9 tháng 8, Tổng thống Arif Alvi đã chấp thuận khuyến nghị của Thủ tướng Sebat Sharif về việc giải tán quốc hội 3 ngày trước khi cơ quan lập pháp kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 12 tháng 8. Theo Hiến pháp Pakistan, nếu quốc hội giải tán trước thời hạn thì tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vòng 90 ngày sau đó. Sau khi chính phủ từ chức, thủ tướng phải thảo luận với lãnh đạo phe đối lập trong quốc hội để lựa chọn thủ tướng tạm quyền cho đến khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử. Lực lượng biên phòng và các lực lượng vũ trang của Litva đang lên kế hoạch tập trận chung vào ngày 27 tháng 8 tới đây với mục tiêu nhằm sẵn sàng trước các mối đe dọa tiềm ẩn tại biên giới với Belarus. Theo Bộ trưởng Nội vụ Litva, kịch bản đầu tiên liên quan đến vấn đề di cư trong trường hợp xảy ra một số tình huống bất thường. Còn kịch bản thứ hai là ứng phó với một mối đe dọa quân sự hỗn hợp ở biên giới. Chính quyền Litva cũng đang xem xét mời lực lượng biên phòng và các sĩ quan của Latvia, Estonia và Ba Lan cùng tham gia tập trận. Các kế hoạch của Litva được cập nhật để phản ứng trước việc các tay súng thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đến Belarus. Theo các nhà lãnh đạo của Litva và Ba Lan, thì số lượng binh sĩ Wagner đang ở Belarus là khoảng 4.000 người. Cơ quan an ninh của Thụy Điển sẽ nâng mức cảnh báo về mối đe dọa khủng bố từ cấp độ 3 lên cấp độ 4, mức cao gần nhất trong thang từ 1 đến 5. Việc nâng mức cảnh báo trên phản ánh mối đe dọa về các cuộc tấn công khủng bố là khá rõ ràng. Trước đó, thì Anh và Mỹ đã cảnh báo công dân của họ không nên đến Thụy Điển do có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, trong bối cảnh xuất hiện nhiều cuộc biểu tình tại nước này và quốc gia láng giềng Đan Mạch phản đối việc phỉ báng kinh Koran và chống lại đạo Hồi. Những tuần qua, Thụy Điển và Đan Mạch đã chứng kiến nhiều vụ đốt kinh Koran của những nhà hoạt động chống Hồi giáo, gây ra sự phẫn nộ ở các quốc gia Hồi giáo và làm gia tăng nguy cơ về những cuộc tấn công khủng bố trong nước. Chính phủ Cộng hòa Dominica ngày hôm qua đã tổ chức quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ nổ tại trung tâm thương mại sầm uất ở tỉnh miền nam San Cristobal, cách thủ đô Santo Domingo khoảng 24 km. Thảm kịch hôm 14 tháng 8 đã khiến 27 người thiệt mạng và 59 người khác bị thương. Vụ nổ cũng gây ra đám cháy kéo dài suốt nhiều giờ cùng cột khói khổng lồ, ảnh hưởng đến 9 tòa nhà và phá hủy một phần của 4 tòa nhà khác. Khoảng 500 nhân viên lực lượng an ninh, dân phòng và sự cứu hỏa đã được huy động để tìm kiếm người mất tích dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy. Giới chức Cộng hòa Dominica hiện chưa ước tính sơ bộ về thiệt hại cũng như nguyên nhân xảy ra vụ nổ. Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Abinader khẳng định chính phủ nước này sẽ sử dụng ngân sách đặc biệt để hỗ trợ các nạn nhân trong thảm kịch này. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ đang theo dõi một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 sau khi các chuyên gia phát hiện một trường hợp mắc chủng đột biến cao ở bang Michigan. Theo CDC Mỹ, biến thể mới được đặt tên là BA.2.86 cũng được phát hiện tại Đan Mạch và Israel hồi đầu tuần này. Phòng thí nghiệm tại Đại học Michigan đã báo cáo trường hợp đầu tiên mắc BA.2.86 tại Mỹ sau khi sàng lọc thông tin các mẫu bệnh phẩm được đăng tải lên cơ sở dữ liệu virus toàn cầu CZS.
Trước đó, thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết đang theo dõi biến thể BA.2.86 do số lượng đột biến lớn. Cụ thể là biến thể này có tới 36 đột biến so với biến thể XBB.1.5 đang gia tăng nhanh chóng ở Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ngoài một số đột biến chưa rõ chức năng, hầu hết các đột biến giúp biến thể mới tăng khả năng trốn tránh hệ thống miễn dịch. Đối mặt với nguy cơ nắng nóng ngày càng báo động tại Pháp, chính phủ nước này đã tuyên bố thành lập đơn vị xử lý khủng hoảng liên bộ, đồng thời kích hoạt đường dây liên lạc khẩn cấp miễn phí dành cho những nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp từ nắng nóng. Theo cơ quan khí tượng Pháp, nước này sẽ trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất của mùa hè trong vài ngày tới. Các chuyên gia cũng dự đoán đây có thể là một trong những đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng được ghi nhận tại Pháp. Hiện bảy tỉnh của nước này đang ở mức báo động nắng nóng cấp 3, và 27 tỉnh khác đang ở mức 2. Dự báo trong hôm nay 18 tháng 8, nắng nóng có thể đạt đến 38 độ ở vùng phía đông và trung tâm nước Pháp, sau đó tiếp tục chạm ngưỡng 39-40 độ vào cuối tuần, trước khi lên đến 42 độ vào đầu tuần sau. Giới chức y tế Pháp kêu gọi quan tâm tới những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là người già, người tàn tật hoặc neo đơn, cũng như những người vô gia cư. Người dân cũng được khuyến cáo cố gắng giữ bình tĩnh và thông báo cho nhà chức trách ngay khi có những dấu hiệu bị tổn thương bởi nắng nóng. Thưa quý vị, sau khi các hạn chế đi lại phòng chống dịch COVID-19 được dỡ bỏ, nhiều quốc gia đã chứng kiến làn sóng du lịch ồ ạt tăng lên. Đây là một niềm vui với ngành công nghiệp không khói, một bàn đạp để thúc đẩy kinh tế phục hồi. Tuy nhiên, ngành du lịch tại nhiều nơi nhanh chóng phải đối mặt với một thực tế, đó là tình trạng quá tải, trong khi chưa có cơ chế quản lý du lịch phù hợp, khiến trải nghiệm của các du khách không được trọn vẹn và nhiều người dân địa phương thì rơi vào tình trạng mệt mỏi. Và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi. Hiện giờ đang là mùa du lịch cao điểm hè tại châu Âu, trong đó thành phố Bruges của Bỉ thường xuyên nằm trong nhóm những địa điểm thu hút đông du khách nhất. Hình ảnh con kênh thơ mộng của thành phố Bruges, nhưng sự thư giãn này chỉ có trên mạng xã hội. Trên thực tế, dòng nước lúc nào cũng tấp nập du khách qua lại. Tôi đã không nghĩ rằng có nhiều du khách tới đây như vậy. Bruges được mệnh danh là Venice của phương Bắc, là điểm đến nghỉ mát rất được yêu thích tại Bỉ. Thành phố chỉ có dân số khoảng 120.000 người, nhưng mỗi năm đón tới 8 triệu du khách. Những ngày hè này, đám đông khổng lồ đổ đến, khiến các con phố trở nên chật hẹp và đẩy giá cả tiêu dùng lên cao. Những người làm du lịch hưởng lợi, tuy nhiên, một bộ phận người dân Bruges cảm thấy phiền toái về sự quá tải này. Tôi thấy người ta đổ về đây ngày càng nhiều. Dạo này còn có thêm hình thức đi bằng tàu nữa. Quá là đông đúc và kéo theo đó là nhiều rắc rối. Một bộ phận người dân làm du lịch tại Bruges cũng cho biết, chủ yếu khách du lịch chỉ đến và đi trong ngày. Việc tận dụng nguồn khách chưa được hiệu quả. Bên cạnh đó, giới chức Bruges đã phát động chiến dịch truyền thông, kêu gọi du khách đa dạng hóa điểm đến, không chỉ tập trung vào khu vực trung tâm và tránh du lịch vào mùa cao điểm. Tại Pháp, bãi biển Etretat ở phía tây bắc nước này cũng đang chứng kiến lượng du khách tăng vọt sau thành công của bộ phim thám tử Lupin trên Netflix. Ngôi làng chỉ vỏn vẹn 1.200 dân lại đón tới 10.000 du khách mỗi ngày vào mùa cao điểm. Chúng tôi đón gần 1,5 triệu du khách mỗi năm. Trong số 1,5 triệu du khách này, có 800.000 khách trong ngày. Những người chỉ tới tham quan mà không nghỉ lại qua đêm ở đây. Chúng tôi muốn điều đó thay đổi. Chúng tôi muốn mọi người cũng đến đây vào mùa đông, để lượng khách có thể trải đều ra quanh năm. 1,5 triệu du khách là một con số tuyệt vời, rất tốt cho nền kinh tế, nhưng lượng khách ấy phải được phân bổ đều quanh năm. Không riêng Etretat, nhiều địa phương của Pháp cũng đang gặp tình trạng tương tự. Ngành du lịch, chính quyền địa phương đã không dự tính được trước lưu lượng khách đông kỷ lục đổ tới, khiến cho trải nghiệm của du khách cũng như hình ảnh của các địa điểm du lịch trở nên xấu đi. Tình hình hiện nay không thực sự có ích cho kinh tế địa phương vì du khách chỉ tới vào buổi sáng rồi lại rời đi vào buổi chiều sau chuyến dã ngoại. Họ xả rác và làm hỏng cảnh quan. Đấy là còn chưa kể đến lượng sỏi đá biến mất vì ai ai cũng nhặt sỏi làm quà lưu niệm miễn phí. Vào mùa hè, mỗi ngày có khoảng 400 kg sỏi bị lấy mất. Chính phủ Pháp mới đây đã công bố kế hoạch nhằm điều tiết luồng du khách, đối phó với tình trạng quá tải ở một số địa điểm du lịch nổi tiếng và vào một vài thời điểm trong năm. Một trong những giải pháp được đưa ra là chính phủ cùng chung tay với chính quyền địa phương, các điểm du lịch, triển khai những biện pháp nhằm thông tin cho du khách, người dân địa phương và để hỗ trợ các địa phương quản lý tốt hơn luồng du khách.